Anh lấy búp bê cho chơi nhá. À, tiền à. Trong thời gian tới, các nhà lãnh đạo khu vực đồng euro đặt điều kiện để Hy Lạp nhận được khoản cứu trợ mới. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Văn phòng Trung ương Đảng đã cho công bố bài liệt kê ý kiến phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban tuyên giáo Trung ương diễn ra hôm 7 tháng 2 vừa qua. Trong đó, Tổng Bí thư đã chỉ rõ chức năng nhiệm vụ của Ban tuyên giáo nói riêng, ngành tuyên giáo nói chung và những vấn đề cần quan tâm trong năm 2012 mà cho cả những năm tiếp theo. Về chức năng nhiệm vụ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ với chức năng là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo, đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ. Diệu ơi, Kiệt vận dụng đầu búp bê của Diệu rồi. Tuyên vấn và cao giáo. Trên cơ sở phân tích những khó khăn thuận lợi trong nước quốc tế, những việc đầu tiên và nói chung, và nói riêng đã Ô oh. Nhìn tổng thể với công việc của Ban tuyên giáo Trung ương.